Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và hôm nay thì thực ra ấy, hôm trước ấy, khi mà mình có viết một cái status là chúc mừng năm mới ấy, có nhiều bạn vào comment như thế này. Đấy là tại sao mình không bao giờ làm video chơi game. Đấy, thực ra thì cái này mình cũng đã có thông tin cho anh em rất nhiều lần rồi. Lý do vì sao mình không làm video chơi game là tại vì thực sự thì mình, thứ nhất là mình không có nhiều thời gian chơi game. Và thứ hai thì mình bắn gà vãi cả nồi ra, có ai thích xem streamer bắn gà nhất Việt Nam đâu anh em. Ok, thì có nhiều bạn bảo là sao mình không thử chơi solo squad một lần. Thì thực tế là từ xưa giờ mình cũng có thử chơi solo squad, không phải là không chơi anh em ạ. Đấy, có chơi nhưng mà mình chơi kém, thế nên là mình cũng không nặng nề với chuyện đấy lắm. Đấy, nhiều bạn bảo là bây giờ nhá, bây giờ mà muốn không trở thành streamer bắn gà nhất Việt Nam ấy thì bây giờ mình phải chơi tập chơi solo squad. Đấy, hôm nay tôi cũng thử chơi solo squad cho anh em xem nó như nào. Thực ra chơi solo squad với ở chơi bình thường thì nó cũng thế, bởi vì chơi solo 1-1 thì địch bắn mình thì mình cũng tèo, mà bắn solo squad thì mình cũng tèo. Úi giời ơi. Vâng, ui, thanh niên chết luôn này. Vâng, cũng có thanh niên đi solo squad giống mình anh em ạ. Vâng, thanh niên nấp đằng sau cái lều, ui trời ơi, thanh niên có đồng đội nha. Thanh niên có đồng đội, và gặp tôi thì dở rồi. Vâng, ok, âu đệ tài, và khá đen thanh niên này. Nói chung là chơi solo squad này thì tôi thấy nó cũng thú vị. Đấy, thực ra nó cũng có một cái hay đấy là kiểu cảm giác là mình cũng kiểu nơm nớp lo sợ. Ai à, thanh niên này thì bắn cậu này, nằm cũng kinh ấy. Và nói chung là mấy thanh niên này cũng có mấy cái kỹ năng cũng phải gọi là khiếp đấy anh em ạ. Đấy, thì chơi solo squad này tôi phát hiện ra là nó có khá là hứng thú ở chỗ là khi mà mình chơi solo squad này thì kiểu địch nó kiểu như lúc nào mình cũng nơm nớp lo sợ anh em. Đấy, kiểu như uầy, không biết bây giờ nhỡ có 3-4 thằng nó đẩy tới thì mình phải làm như thế nào. Đấy, nói chung là tôi thấy là cái việc mà chơi solo squad này cũng hay, còn nó có nâng cao trình độ hay không thì chắc là cũng có, tại vì là chúng ta cũng không thể kiểu đứng loanh quanh mãi một chỗ được. Tôi thì tôi cũng ít chơi Free Fire kiểu solo squad này. Đấy, solo đây là tôi đang chơi thường thôi, chứ còn ví dụ như là chơi rank thì lại khó hơn. Chơi rank thì các bạn mà chơi squad rank thì các bạn ấy chơi cẩn thận nghiêm túc hơn. Đấy, còn mình chơi này thì mình kiểu nó cũng không cần phải quá nghiêm túc. Đấy, mình cứ gặp ông nào mình gạt thôi. Nhưng tôi cũng thích cái chơi kiểu solo squad này. Thi thoảng kiểu mình đi xong rồi kiểu ông nào đang chơi với bạn, ví dụ như ông nào đang chơi bạn gái chẳng hạn, xong rồi bị mình gạt giò thì chắc là cay lắm luôn. Và bây giờ trong Free Fire nó có cái chế độ hồi sinh rồi thì nó cũng đỡ. Có cái chế độ hồi sinh thì nó cũng đỡ. Ok, không biết là Tết vừa rồi thì anh em nghỉ Tết thế nào. Tôi thì nói chung là Tết thì cũng ở nhà làm video thôi, tại vì là Tết năm nay thì nó cũng đang Covid. Ấy à, và đau quá, và bị thanh niên kia cắn trộm từ phía trên đồi, đau anh em ạ. Chơi này nguy hiểm lắm, chơi này mình không chơi kiểu khô máu được, làm gì có đồng đội mà cứu đâu. Đấy, ok, té thôi. Cái ba lô tôi đang đeo là ba lô sát thần nha anh em. Đấy rồi, đây rồi, này chơi. Ôi, tay nó có AWM, biến ngay. Vâng, té khẩn anh em ạ. Đứng đấy loanh quanh lại khéo lại đứt. Loanh quanh khéo lại ra đi, toang ngay lập tức. Nói chung mà chơi cái này mà sao số lượng người giảm xuống nhanh nhỉ? Nhưng cái đấy đang 4 mấy người rồi, còn có 22 người anh em ạ. Ơ có người. Và ôi. Ui, thanh niên này bắn này gì? chắc là nó là đồng đội của cái thằng kia, nó quay lại. Vâng, chắc là đồng đội của thằng lúc này nó quay lại anh em ạ. Đấy, múc ngay khẩu đấy là AUG. Có nhiều bạn hỏi là khẩu AUG ngon không ấy, thì đợt trước tôi có test ấy, thì khẩu AUG này chính là khẩu súng skin súng trường bắn nhanh nhất thời điểm hiện tại. Cái khẩu AUG thời không này bắn nhanh nhất thời điểm hiện tại luôn. Thực ra ấy thì kênh Riaki Gaming của tôi ấy nó thiên về dạng review đồ, review những thứ mới hoặc là dự đoán thứ mới ra mắt. Thế là tôi cũng ít khi chơi lắm, mà mình kiểu streamer kiểu nhiều bạn hỏi là tại sao không cố gắng để bắn nó giỏi hơn, thì thực tế tôi cũng có nỗ lực tập luyện đấy chứ anh em. Đấy, tôi cũng tập luyện nhiều, khéo tôi tập luyện ngang cả mấy streamer khác, nhưng mà căn bản là từ xưa đến giờ mình cũng là người kiểu không có năng khiếu chơi game. Đấy, chia sẻ thật với anh em. Ai à, đùa, cái thằng này nó có AWP nó bắn đau thế nhở. Vâng, bắn cứ một phát mất bay ngay nửa máu con lợn này. Vâng, con lợn này, vâng, nó nấp ở đằng sau cái cột điện rồi.
Cay thật sự anh em ạ. Vâng, cay thế nhở. Đi trốn rồi, đi trốn rồi. Tốt nhất là mình cũng nên đi trốn. Tốt nhất là đi trốn. Ok. Sau một khoảng thời gian đi trốn thì lúc này tôi vẫn giết 4 mạng thôi anh em ạ. À, đây rồi. Đây rồi. Và bây giờ map chỉ còn có 9 người. Chạy loanh quanh lúc map chết hết anh em ạ. Chả còn ai. Đây rồi. Đây rồi, đôi giày gặp ngay thanh niên. Thanh niên mới tập lái monster chắc à? Lại thanh niên mới tập lái rồi. Chết đi bạn. Ui, nó đặt bom keo chắc kèo thế nhở. Vâng, tại bây giờ game thủ game mình đặt bom keo toàn 1-2 giây ra rồi. Này thì một viên vào đầu. Này thì ai à. Ui, cái này chơi chắc cú thật. Đây rồi, đôi giày. Một pha đẩy ra đấy, nằm ngay. Ô, nó vẫn còn đồng đội này. Vâng, anh như đi lẻ khổ. Vâng, bao nhiêu lâu đồng đội đi đâu. Chơi cái squad này tôi thấy có một cái rất là thú vị. Đấy là mặc dù là chơi theo team nhưng mà mỗi người lại đi một kiểu. Đấy, chả ai đi cùng ai cả. Đấy, kiểu nó gọi là chiến thuật thân ai người đấy lo. Đấy, thân ai người đấy lo. Đấy, thân ai người đấy giữ, mạng ai người đấy giữ. Khổ lắm anh em ạ. Cái chơi cái chế độ solo squad như thế này ấy, thì tôi thấy là nó cũng có một cái lợi. Đấy là chúng ta phải phản ứng nhanh hơn. Tức là chúng ta ăn được mạng xong rồi chúng ta phải té luôn, cho chúng ta không đứng loanh quanh được. Nhưng mà cái solo squad này nó hay. Thì bạn muốn mà hay ấy, thì bạn phải bắn hết shot liên tục cơ. Bạn phải bắn kiểu có 4 thằng lên phát là mình bắn hết shot hết cả 4 thằng đấy. Thế nó mới chất lượng. Chứ còn ví dụ như là nếu mà làm video mà chơi solo squad này thì nói chung là nhiều bạn sẽ thấy là nó rất nhạt. Đấy, nhạt lắm anh em ạ. Nhạt như nước ốc luôn. Đấy, tôi đảm bảo là nhiều bạn sẽ comment phía dưới video này là nhạt lắm, đừng bao giờ làm video như này nữa. Nhưng mà tôi vẫn phải làm một cái video như này. Tại vì sao? Tại vì là mình làm để gọi là khi nào mà có bạn nào chê, bạn nào kêu là làm video chơi đi ấy, thì mình cũng sẽ gửi video cho các bạn xem. Xong rồi mình sẽ chụp những cái comment ở phía dưới chửi mình. Ví dụ như là thằng này bắn ngu thế này mà cũng đòi làm video này nọ kia. Đấy, thằng này bắn gà, thằng này bắn kém này nọ lọ chai đấy đấy, ví dụ thế đấy, để mình gửi cho các bạn để mình xem. À đây có MP40 rồi đấy, MP40 mãng xà được anh em. Đấy, tôi thích chơi tử chiến hơn, thực sự là như vậy. Tại vì chơi tử chiến thì nó nhanh hơn và kiểu bắn nhau nó vui vẻ hơn. Còn chơi cái này, chơi chạy bo này thì nó cũng khá là lâu. Đấy, và quan trọng là những cái thời điểm mà không bắn nhau này thì xem nó cũng khá là buồn. Đấy, thế nên đấy là lý do vì sao mà tôi chỉ tập trung vào review những cái thông tin mới hoặc tổng hợp những cái vấn đề mà anh em đang thắc mắc. Nhưng mà có một cái nữa ấy, thì tôi nói với anh em là tôi không phải nhân viên ở Aina nhá. Tôi không phải nhân viên ở Aina. Tại vì có nhiều bạn gửi thư rồi gửi chat cho tôi bảo là bây giờ chú phải ý kiến với bên Ghana về cái này, chú phải ý kiến với bên Ghana về cái kia. Đấy, để thay đổi. Bắn nhau với chúng tôi. Đấy, cứ kêu tôi phải thay đổi cái này cái kia. Nhưng mà tôi phải nhân viên Ghana đâu anh em. Đấy, một cháu phải đeo ba lô đôi cánh ấy. Cái ba lô này dở chỗ là bị nằm nhá, rất dễ phát hiện. Một cháu đấy. Cuối game rồi, còn game còn nó mấy team thôi. Đây chắc là một team. Team này có 3 thằng. Team này có 3 thằng anh em ạ. Team này có 3 thằng. Ui đục ghê thế bạn ơi. Đục hơi đau đấy. Team này có 3 thằng hay có 2 thằng nhỉ? Cứ điểm hồi sinh sẽ hồi sinh trong vòng 0,5 giây. Cái này tôi thấy mọi người ít dùng. Ui, ok. Nó sao nó lút đồ thằng này anh em ạ. Phái trưởng. Nó tiếp bó tay. Vâng, le cay. Chả hiểu sao thấy tự nhiên đồng đội chết xong ông chạy ra lút đồ, trả bom keo thì ông chạy ra lút đồ như thật. Bó tay chấm com luôn trong khi tôi đang bắn. À, này đục bom keo luôn. Đục bom keo luôn. Chạy đi bạn. Toàn nhỉ, bây giờ mà có team nào đẩy lên thì khéo mình trở tay không kịp. Đây, thịt thằng này luôn vậy. Vâng, thịt thằng này luôn. Ok. Và tôi bắn cay thế nhở. Và làm sao đẩy lên được ta. Thanh niên này dùng kỹ năng của con pet tăng gọi là cái độ bền của cái bom keo. Đấy, lựu lủng các kiểu ngay. Đâu rồi ra đây bạn ơi. À, thành ném lựu nào. Ri ném lựu. Đấy, thành ném lựu này 107 sát thương. Ủa, nó vẫn né được anh em ạ. Nào ra đây bạn ơi. Ra đây. Già đầy tôi dụ thôi. Ui chứ có 3 thanh niên chạy nhìn kinh thật sự ạ. Này thì bắn từng thằng một. À, một thằng nấp rồi. Thằng ấy yếu rồi. Ui, nó chơi lựu kìa. Nhưng mà không đến bạn ơi. Bạn bắn lựu như thế là dở rồi. Mình sẽ bắn thằng bên phải trước. Này thì hai thằng ấy chết luôn à. Có thể ông kia khác team à anh em. Bó tay chấm com. Thằng kia khác team ạ. Làm gì giờ ta. Làm gì. Ui, thôi xong rồi.
Hóa ra là ba ông này chơi team up với nhau anh em ạ. Ok, thì vừa rồi thì anh em cũng đã xem trận đấu solo squad của phong phiên bản streamer gà nhất Việt Nam. Hy vọng các bạn đã có câu trả lời lý do tại sao mình không bao giờ làm video chơi game. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.